khổ mà đã của chị đó nè con. Dạ. Ra ngoài trời rồi bà con cô bác cho nên nó mát mẻ hơn rất là nhiều. Dạ, ngày hôm qua thì quá trời nóng hơn cho nên rất nhiều bà con cô bác gọi về sớm. Dạ. Bởi vậy xuống một tròn mà dạ. Không có tiền bởi vậy.
Hôm hôm quà để đẳng rồi gì? Hôm hôm cho chị nám gì hồi đông đó, lính của mình xuân về mua 30 vé mua giùm cho bà con á, mà không có hô được đi như hướng mãi, cuối cùng không chụp hình được bao nào, đông quá. Ủa sao dạ không chụp được hả? Không, không ai cũng dành chụp lên bắt tôi giữ đồ gần chết luôn rồi. Trời ơi. Dạ vô giữ nữa, giữ nữa này, vé bù này về vô giữ nữa nè. Vô giữ nữa. À, bảo vậy. Không có giờ tới giờ. Chị cứ vô đi, chị vô giùm mình tới đây là vui là chính đi, còn dạ. Mấy em nó cực khổ. Coi thì coi. Mấy em nó thấy tội nghiệp. Hầu hôm nó thì em tu mồ hôi còn hơn nhưng mà cũng vẫn vui. Dạ cảm ơn mấy chị nhiều lắm. Dạ. Trời ơi. Bữa nay em ăn anh vé mà hôm trúng thưởng có vé một nước mắt chỉ vậy. Dạ. Dạ. Vâng, và xin được thay mặt ban tổ chức xin được thông báo cho các em học sinh đến nhận học bổng trong chương trình ngày hôm nay. Các em trời ơi. Chị về xin mời phụ huynh đưa các em đến góc trái của sân khấu. Một lần nữa, chúng ta xin được thông báo quý phụ huynh đưa các em học sinh đến để nhận học bổng trong chương trình ngày hôm nay. Xin mời phụ huynh vui lòng đưa các em học sinh đến góc trái của sân khấu. Chúng tôi sẽ có người sắp xếp để bố trí cho các em được nhận học bổng trong chương trình ngày hôm nay. Còn chúng tôi xin nhắc lại tất cả quý phụ huynh đưa các em học sinh đến nhận học bổng trong chương trình ngày hôm nay. Ngay từ bây giờ chúng ta vui lòng đưa các em học sinh đến góc trái của sân khấu và chúng tôi sẽ có bộ phận để điểm danh sắp xếp cho các em nhận học bổng. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin được trân trọng thông báo. Tết về là hay lắm á, theo dạ. Chị nghĩ Tết về là rất là hay. Dạ. Ừ, rồi em bà đi quay đi. Cô bác ở Tây Ninh quá tuyệt vời. Dạ. Ừ. Thấy thương nhiều ấy. Dạ em cảm ơn. Chị ơi, ra thuốc ngoài kia đi. Dạ. Dạ. Ở ngoài cô, ở ngoài đó đó cô. Dạ ngoài cổng. Cảm ơn chị. Ở mua vé rồi mù chắc là lấy tiền lại. Dạ. Dạ. Mang kiến vô. Trời ơi thấy cưng quá à. Trời ơi. Bữa nay chị biết con lung linh vậy sao đâu. Rồi. Rồi chị rồi. Dịnh luôn rồi, dịnh luôn. Ghen khí dữ lắm rồi. Dạ em cảm ơn. Dạ. Mời vô, mời vô luôn rồi. Dạ. Không hợp gì đặt chữ vòng mà không đưa không giao. Ủa sao vậy? Em mắc đi miền Trung hay gì đó. Trời ơi thôi vậy giờ đặt lại đi. À. Vòng gì vậy chị? Vòng 2 triệu 2 á. Dạ vậy chắc có chị có số điện thoại em rồi phải không? Chị có. Dạ mai chị gọi lại em ha. Chị gọi dạ. Là chị Phong Thủy chị bên kia. Bạn sao Kim con? Chụp hình với con được. Ok dạ bạn Kim. Bạn Kim thì nếu mà vậy chị hợp với màu vàng màu trắng. Dạ. À, ngày mai chị gọi lên cửa hàng đi. Dạ. Đi. Dạ rồi. Con có tự chụp được không hay là nhờ ai chụp giùm? Chụp giùm đi con. Con cũng có coi cô nữa hả? Trời ơi dễ thương dữ. Dạ. Dạ. Trẻ quá, trẻ mà trẻ hơn luôn nữa. Dạ, cảm ơn. Bà con cô bác dễ thương quá trời luôn. Dạ. Nãy giờ nói chung là thì gặp cũng nhiều người, nói chung là bà con cô bác hôm qua thì hơi nóng, cũng hơi bực. Nhưng mà bà con cô bác ai cũng thông cảm hết trơn á. Dạ, nên thấy cũng mừng. Dạ, hôm nay giờ này thì bà con cô bác tới cũng bắt đầu đông rồi ạ. Với lại không khí bây giờ mát mẻ dễ chịu nè. Hôm nay hứa hẹn là sẽ có một đêm nhạc rất là bùng nổ đúng không cô? Bữa nay mình bùng nổ lại ha. Dạ. Dạ. Rồi bây giờ mình đi xuống dưới. Trời ơi tắt nhạc rồi đổi ghê luôn. Nãy giờ không có nói chuyện được. Dạ em chào chị. Dạ cảm ơn chị. Dạ em chào chị. Chào chị. Dạ. Dạ chào anh chị. Chú mới xuống hả chú? Khỏe không? Dạ khỏe. Còn tối qua ngồi đây hả? Hôm nay vàng âm thanh sẽ đặt ở đây. Em trai. Trời ơi. Mở nhạc không có nói gì được luôn á. Hả?
hả, vụ gì? Ý nó nói nãy giờ là à, mở nhạc đùng đùng rồi anh mở á. Dạ. Vậy hả? Em cũng như chị nè. Dạ, rồi thôi anh đi quay đi, em cũng đi quay tiếp để giới thiệu bà con cô bác. Dạ. Đường ai nấy đi. Đường ai nấy đi, bye bye. Dạ, hôm nay là bán vé ở ngoài cổng luôn bà con cô bác. Trời ơi, đi hồi gặp bà Kha nữa. Dạ, đi hồi cái gặp bà Kha nữa à. Trời ơi, em là em đi giáp hết này rồi đó. Dạ thôi bây giờ mình lại cái quầy của Thiện chút nha bà con cô bác. Nãy giờ tính ra cũng chậm vía. Dạ, quầy của em hôm nay từ chiều giờ thấy cũng rất là nhộn nhịp và bà con cô bác tới cũng đông. Dạ. Hôm nay em mới vừa tăng cường thêm một nhân viên nữa bắt ở trên cửa hàng qua hỗ trợ. Dạ, bé nó mới từ ở trên Sài Gòn nó chạy qua, với nó đem thêm đồ qua, hôm qua là em bán hết trơn à. Dạ nên hôm nay phải đem thêm đồ qua để bán tiếp cho ngày hôm nay. Mới đầu thì em nghĩ là xuống đây cũng chỉ trưng bày để giới thiệu sản phẩm thôi, nhưng mà không nghĩ là bà con cô bác lại ủng hộ nhiều như vậy. Dạ cảm ơn bà con cô bác nhiều lắm luôn ạ. À. Dạ rồi bây giờ thì sẽ đi thêm một vòng nữa để giới thiệu tiếp với bà con cô bác, tranh thủ lúc này đang không có nhạc nè, chứ để hồi có nhạc không có nói được chỉ trơn á. Dạ chào cô. Dạ cảm ơn cô nhiều. Đẹp gái á. Dạ hôm nay bận đẹp chứ. Hôm qua cô có đi không cô? Không, cô có đi. Dạ Long An có đi. Bên đi, kia đi. Đi theo Phương Dưỡng rồi đẹp hẳn rồi ha. Trời ơi mới giờ nhập tim còn hơi nhức nhát. Nói nói nhiều nữa. Dạ đi nói riết quen. Dạ ủa thì cô chú không mua vé ở đâu? Ngồi bên đây. Dạ giờ mình đi vòng vòng chơi đi trước đi, thì xíu mình vô mình để mua hai ly nước đẩy lên dần lên đây ghế rồi. Đi hồi 4 giờ đi gần 2 tiếng mới tới. Dạ. Vậy là cô từ đâu lên cô? Trời ơi, từ Sài Gòn hai cô chú chạy lên hả? Trời Long An cô chú còn đi tới dưới thôi. Ôi ơi. Dễ thương quá trời luôn. Dạ. Vậy hôm qua cô chú bận hả cô chú? Không, hôm qua không đi được tại bận. Chung là thì mình cũng thích con cũng vừa lắm á, nhưng mà tại vì cái điều kiện mình nó hạn chế là không có đi. Dạ. Chứ clip là clip nào cũng ra cũng cho thôi tới giờ ngủ thôi. Dạ của thiết là đi. Dạ cảm ơn cô chú. Đi ra ngoài miền Bắc mà đặt ngủ quét coi hết luôn á. Dạ con cảm ơn cô chú nhiều. Dạ rồi vậy cô chú đi vòng vòng chơi ha, con đi một vòng để con quay giới thiệu bà con cô bác tiếp. Dạ chúc cô chú lát nữa coi ca nhạc vui vẻ. Dạ rồi mình đi vô đây tiếp cho bà con cô bác. À. Rồi ở bên đây thì sẽ có các gian hàng của các anh chị ở địa phương. Dạ anh các anh chị bán nước, nước uống là nhiều với đồ chơi, còn đồ ăn ít. À đồ ăn bữa nay có rồi kìa, hôm nay có thêm cá viên chiên. Hello em mới tới hả? Về đồ ăn kìa. Trời ơi. Cái này không phải đồ ăn đâu. Chứ là gì? Ghê lắm. Ghê lắm hả? Thấy có vẻ như là cơm á. Dạ, sao tới trễ vậy? Dạ rồi thì giới thiệu tới đây, rồi tí xíu nữa khán giả tới đông hơn, anh chị em nghệ sĩ tới thì sẽ tiếp tục quay để giới thiệu với bà con cô bác nữa ạ. À. Dạ năm nhiều quá hả quý bà con cô bác? Dạ bây giờ ba thôi ai kể được ạ? À? Rồi chị. Dạ em mời chị. Dạ sẵn giới thiệu với bà con cô bác mình biết mình tới đây để mình du lịch luôn. Dạ em mời chị. Chị ở Long Hoa, chị tên Ngọc Thanh. À, ở Tây Ninh thì có chùa Tòa Thánh và núi Bà Đen và khu Long Điền Sơn là ba điểm đó, là điểm du lịch lớn nhất ở Tây Ninh, là khách du lịch ở các miền tỉnh cứ mỗi rằm tháng 8 và rằm tháng 10 người ta sẽ lên, sẽ có rồng nhan, cổ tiên đầy đủ hết và lớn lắm, nước ngoài cũng về luôn nữa. Qua chị kể thì thấy là khu vực gọi là những địa điểm du lịch tại Tây Ninh rất là đặc sắc luôn. Dạ đúng không quý bà con cô bác Tây Ninh? Dạ câu trả lời này chính xác không ạ? Dạ đúng đúng không ạ? Rồi một con hai bà con cô bác cũng tới rất là đông ạ.
Dạ ngon lành luôn. Dạ chúc chị ngon miệng nha. Đi ra ngoài cổng để quay cảnh ở ngoài đó cho bà con cô bác mình xem. Ở đó là bây giờ bà con cô bác đang xếp hàng rất là đông để đi vào để mua vé vào cổng ạ. Dạ chị tên gì vậy? Dạ chị là để em ba cái món ăn mà ngon nhất của Tây Ninh mình. Dạ. Dạ chị là để em ba cái món ăn mà ngon nhất của Tây Ninh mình. Dạ. Bà con cô bác ngày thứ hai đêm nhạc ngôi sao miệt vườn tại Trảng Bàng Tây Ninh. Dạ bà con cô bác đang đến rất là đông ạ. Dạ hiện tại là đang bị kẹt ở khu vực bán vé. Dạ anh Thương đang quy tụ rất là nhiều người của bên các nhãn hàng để ra hỗ trợ, tại vì nhân viên bên bên team anh Thương là đang không giải quyết sỉ. Dạ quá đông. Bên trong
rồi. Dạ. Đó. Dạ. Hiện tại thì bạn Tuấn đang quản trò ở trong đó để cho bà con đến sớm tham gia đều trúng thưởng trong thời gian chờ đợi chương trình bắt đầu ạ. Dạ. Còn ở đây thì tại vì bữa nay là bên Thùy, bạn Huy với lại Linh đi qua hỗ trợ bên anh Phương, không ai quay cho Thùy hết, cho nên Thùy đem máy đi ra thì quay không khí ở ngoài đây để cho bà con cô bác mình xem. Dạ, ngày thứ hai hội quán thôi, đêm nhạc thôi, xa miệt vườn ở Tây Cảng Bàn Tây Ninh vỡ trận ha. Dạ, đây là anh Phương vừa, dạ anh Phương vừa tự mình ra điều xe luôn bà con cô bác. Dạ, rất là vui luôn. Sáng giờ anh Phương ảnh mất ăn mất ngủ sợ bà con cô bác buồn, hôm nay sẽ không có tới đông. Dạ, lúc chiều là thì khoảng chừng bà 4 giờ chiều là thì cập nhật tình hình, là lúc đó chỉ mới bán được có khoảng 100 vé thôi, nhưng mà giờ này bà con cô bác là đến tận nơi để mua vé rất là đông luôn. Dạ, bên văn phòng cũng bắt đầu qua hỗ trợ rồi bà con cô bác, tại vì hiện tại là đang kẹt đường luôn ạ. Dạ, đông hơn lúc nãy luôn bà con cô bác ơi, quá trời rồi. Dạ, dạ. Rồi, bây giờ thì Kim Khiết xin cảm ơn bà con, cô bác đã theo dõi hết clip này. Thì xin kết thúc clip ở đây, và chút xíu nữa thì sẽ tiếp tục cập nhật clip của anh chị em nghệ sĩ để cũng như là giao lưu với anh chị em nghệ sĩ và gửi tới bà con cô bác sớm nhất ạ. Dạ, thì Kim Khiết xin cảm ơn bà con cô bác, xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại.